Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp Hội Chứng Minh và Gia Hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư thỉnh hết thầy chư chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vâng tầm về nơi Pháp Hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quang Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường xứng khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí ở tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê nam ma mô thập ma vương nghe không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Phạm ma vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mới. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghĩ chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quang Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Lúc bây giờ Ngài Vô Từng Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm Phật? Phần bảo Ngài Vô Từng Nghĩ Bồ Tát Thiền Nam Từ, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chiều càng khổ não nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, từng thời xem xét tiếng tâm kia đều đáng giải thoát. Nếu có người chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa nớn lửa chẳng cháy đáng vì do sức ngoài thần của Bồ Tát này. Vậy nếu bị nương lớn làm trôi xứng danh hiệu Bồ Tát này, liền đằng cho càng nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cư ma nào san hô hổ phách chân châu càng thứ bấu nên vào trong biển lớn. Giả sử gió lớn thổi ghé thuyền của kia trôi tấp nơi nước Quỷ La Sát, trong đó nếu có nhân đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời cả người đó đều đang thoát khỏi nàng Quỷ La Sát, do nhân duyên đó mà tên là Quan Thế Âm. Nếu lại có người tâm sẽ bị hại xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời giao gầy của người cầm liền gầy từng khúc mà đang thoát khỏi. Nếu quỷ già xóa cùng La Sán đầy trong cõi tam thiên đài, tiên muốn đến hai người nghe người xứng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người lại làm hai đằng. Dù lại có người hoàng có tôi hoặc không tôi, không cùng xiềng xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quan Thế
Âm Bồ Tát thầy đều đứng ra liền đằng thoáng gọi, nếu kẻ oán tầng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chú dắt các người buôn đem theo nhiều của báu trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó ấy đem phạm vô uy thế cho chúng sanh, càng ông nếu xưng danh hiệu tới sẽ đặng thoáng gọi oán tăng này. Các người muốn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng toan khỏi vô tận ý. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát sức ngoại thần cao lớn như thế, nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dũng tưởng cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lễ dùng, nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đăng lìa lòng dần, nếu người nhiều ngũ sĩ thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đăng lìa ngũ sĩ. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phương đứng trí huệ, giả sư muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp trương đà trồng còi phương đứng, mọi người đều kính mến vô từng ý Quan Thế Âm Bồ Tát. Có xưng thần như thế, nếu có chúng sinh cung kính lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát thời phương đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh đều phải thọ chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng à gia Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống nghi phụng dường nằm thuần tăng ý, ông nghĩ sao công đức của người thiện nam thiện nữ nhân đó có nhiều chăng. Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều Phật nơi nếu lại có người thọ chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát nhấn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ngân kim, không thể cùng từng vô từng nghĩ thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên vững đức lời hình như thế. Ngài vô từng nghĩ Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát rào đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp cho chúng sinh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào, phần báo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quân độ nào đáng dùng thân phân đằng độ tăng thời, Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân duyên giác đằng độ thoát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp, người đáng dùng thân thánh văn đằng độ thoát liền hiện thân thánh văn mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân phạm vương đằng độ thoáng liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân Đế Thích đằng độ thoáng liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân Tự Tại Thiên đằng độ thoát liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đằng độ thoát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp, người đáng dùng thân Thiên
thiên đại tướng quân đằng đồ thoáng liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ xa môn đằng đồ thoát liền hiện thân tỳ xa môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tiểu vương đằng đồ thoát liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trưởng giá đằng đồ thoát liền hiện thân trưởng giá mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân cư sĩ đằng đồ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tế quang đằng đồ thoát liền hiện thân tế quang mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân bà la môn đằng đồ thoát liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đằng đồ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di mà vì đó nói pháp người đang dùng thân phụ nữ của trường gia cư sĩ tế quang bà la môn đằng đồ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trời rồng giả xoa can thát bà a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đằng đồ thoáng liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp người đang dùng thân chấp kiếm căng thần đằng đồ thoát liền hiện chấm kiếm căng thần mà vì đó nói pháp vô từng nghi quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng căng thần nghìn dạo đi trong căng cõi nương để độ thoáng chúng sanh cho nên các ông phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát quán thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vì thì vô ý vô từng nghĩ bồ tát bành vần thế tôn con nay phải cung dường quan thế âm bồ tát liền mở chuỗi ngông bằng càng châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng vàng đem trao cho ngài quán thế âm mà nói rằng xin ngài nhận chuỗi chân báo pháp thi này khi ấy quan thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi ngài vô tận ý lại thưa cùng quan thế âm bồ tát rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhân chuỗi ngọc này bây giờ vâng báo quan thế âm bồ tát ông nên thương vô tận ý bồ tát này và hàng thế chúng cùng trời rộng và xóa càng tác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhẫn chuỗi ngọc đó tức thời quán thế âm bồ tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân và phi nhân vân vân mà nhẫn chuỗi ngọc đó chia làm hai phần bổn phần dân đứng thính ca mâu ni phần một phần dân tham của Phật đa bảo vô từng nghĩ quang thế âm bồ tát có sức từng tự tại như thế giao đi nơi cõi ta bà lúc đó ngài vô tận ý bồ tát nói kể hỏi Phật rằng thế tôn đủ tương tốt con nay lại hỏi kia phần tử nhân duyên gì tên là quan thế âm đấng đầy đủ tương tốt kể đám vô tận ý ông nghe hành quang âm khéo ứng các nơi chỗ thế rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng ngầu nhiều nghìn đừng vâng vang nguyện thanh tình lượng ta vì ông lược nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay
diệt cổ các cõi. Giả sử sanh lòng hai số dẫn hầm lửa lớn, do sức niệm quán nâm hầm lửa biến thành áo hoặc trôi giạt biển lớn. Các nàn quý cá dòng do sức niệm quán nâm sóng mòi trắng chim đắng hoặc ngờ chọn tu di bị người xô rớt xuống, do sức niệm quán âm như bằng nhận treo không hoàng bị người giữ rượt rớt xuống núi kiếm càng, do sức niệm quán âm chẳng tồn đến mấy long hoặc gầm oán tặc vây đều cầm dao làm hại, do sức niệm quán âm đều liền sanh lòng lành hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình xâm chém, do sức niệm quán âm dao liền gãy từng đoàn hoàng tụ cấm xiềng xính tay chân bị gông cùm, do sức niệm quán âm tháo ra đặng giải thoát nguyền rủa cáng thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm quán âm trở hại nơi bốn nhân hoàng ngầm la sang giữa rồng đồng càng loài quỷ, do sức niệm quán âm liền đều không dám hại hoàng thu giữ vây quanh anh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng dẫn đồng cùng bỏ cạp hơi đông khói lửa đốn, do sức niệm quán âm theo tiếng tử bỏ đi mây xăm nổ sen đánh tuôn giá xôi mưa lớn, do sức niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ngắn vô lượng khổ bấn thương, quán âm dân trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện càng coi nước mười phương không coi nào chẳng hiện. Các loài trong đường giữ địa ngục quỷ súng sinh sinh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân quán thanh tình quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và tự quán thượng nguyên thượng chiêm ngưỡng sáng thanh tình không nhớ huệ nhật và càng tối ấy tiêu tai coi lửa cầm soi sang thế gian lòng bị răng như xăm bị tự diệu dường mây xối mưa pháp cam lộ dẫn trừ lửa phiền não cái kiến qua chỗ quan trong quân trần sợ dệt, do sức niệm quán âm cứu oán đều núi tán diệu âm quán tế âm phạm âm vái chiều âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thương vái niệm 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 chớ sanh nghĩ quán âm bừng tinh thanh nơi khổ não nàng trên nay vì làm nương cày đủ tận cả công đức mắc lành trong chúng sanh biển phương lớn không lường cho nên phải đánh lệ. Bây giờ ngài chỉ địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm quan Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm tự tại phổ môn thì hiện sức thần thông này đời vài biến công đức người đó chẳng nên lúng Phật nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phản tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam Bảo Chứng Minh nói thân ngộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tự Thiện Vương Chuông Thiện Long Bằng Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Tùy Chứng Minh Gia Hồ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tốt, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chánh pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu
đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời Đức Phật dạy. Tin sâu những quả phạn tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa, bền tực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyên giảm gia quyền an khang, lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trần vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài con, chứ vì hướng lính gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các hướng lính oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng lính có những duyên tại địa cuộc này, các hướng lính liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niềm từ bi, xa lìa đường khổ tình sâu, tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dựng trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng các nàng nước cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương, ác độc quỷ vương, đáng quỷ vương, huyết lệ sâu quỷ vương, cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác nàng của những loài. Nguyện cho chúng quỷ này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp, tứ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nương an dân, nghe người vật cùng hưởng.
Lại nguyện dòng dòng Việt Nam gắng thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chồng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện nghe ô phước ban gấp tất cả đức độ quân sanh. Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dư nghe sạch na nam ma mô Phật. Bồ Nghệ Sư Thịnh Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương khắp tất cả hiền thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý ái Phật nghe nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn nghe phát tâm vô thường. Từ quý ái Pháp mê nguyện cho chúng sẽ thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý ái tăng nghe nguyện cho chúng sẽ nê quảng lý